Vâng, xin kính chào các bác. Và ngày hôm nay thì em lại về một chiếc Captiva, một cái dòng Captiva máy dầu, máy 2.0 số tự động các bác nhé. Đây là một cái dòng xe mà cũng khá là bền bỉ và được khá được nhiều người săn đón và tiêu dùng chiếc xe này. Chiếc xe này thì nó là trang bị máy dầu, máy 2.0, chính vì vậy mà là cái mức độ tiêu tốn của nó rất là ít. Và đặc biệt thì nó không hỏng hóc như cái dòng máy xăng các bác nhé. Đây là một cái điều là rất là tuyệt vời như vậy. Và em đã bung hết cửa cho các bác xem từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới nhé. Ở trước tiên thì em sẽ cho các bác xem qua cái khoang máy nhé. Khoang máy chiếc xe này, thì bao cho các bác không có đâm đụng gì, cho nên là khoang máy còn khá là zin. Đây ạ, các bác có thể nhìn rõ luôn. Đấy, cái khoang máy là khá là zin luôn. Từ keo chỉ nhá các bác nhá, từ keo chỉ đây ạ, tất cả còn nguyên hết, từ các cái khe mép này còn nguyên hết. Và em sẽ quay lút cho các bác xem nhé. Đây, một chiếc Captiva máy dầu la răng đúc theo xe, lốp còn khá đẹp. Dáng SUV trước này khá, dáng khá là chất nhá, khá đẹp nhá, nội thất thì sạch sẽ đẹp đẽ rồi. Và em quay qua một lượt cho các bác xem nó nhanh. Và em sẽ báo giá trực tiếp luôn, chi tiết luôn để cho các bác đỡ phải chờ đợi lâu. Một chiếc Captiva, nội thất thì màu vàng kem rất là đẹp, sạch sẽ sáng luôn. Chiếc này là 7 chỗ các bác nhá, các bác nào có nhu cầu mua chiếc xe này về để mà chạy gia đình hoặc là chạy dịch vụ cũng khá tốt. Vì máy 2.0 ăn dầu nó cũng chỉ tầm 8 lít thôi. Rất ít luôn các bác nhá, 7-8 lít thôi. Bây giờ em sẽ đóng cửa vào cho các bác xem cái form này. Form con này là form cực đẹp luôn. Nó là dáng SUV. Form còn nguyên, các bác nhìn này, form càng đét luôn. Keo chỉ gần như là zin đét luôn. Và khung sườn thì không có bị vấp váp vào cái gì cả. Đây các bác nhá. Khá chất luôn ạ. Gạt mưa đằng sau đây. Em vẫn đang bật cái gạt mưa cho nó gạt mưa. Xe đây còn khá đẹp, rất là căng mọng luôn, không có bị va chạm đụng độ gì, không méo móp gì các bác nhé. Đây cái form của con xe Captiva đây. Captiva đời 2011 nhá, số tự động máy dầu, máy 2.0. Và cái dòng này thì là con dòng khá là chất, máy nó như là máy Santa Fe đấy, như đời con này đời cao 2011. Giá là khá đẹp. Và em đóng cái cắp cabo xuống cho bác xem này, một cái form dáng con này thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Đây các bác nhé. Chúng ta sở hữu một chiếc xe Captiva này cũng khá là đẳng cấp, dáng SUV và chiếc xe 7 chỗ khá là to cao và rộng rãi. Khá to cao rộng rãi các bác nhé. Đây là một chiếc Captiva đời 2011 máy dầu, số tự động máy 2.0. Vâng, xin kính chào các bác. Là vừa rồi em giới thiệu cho các bác một chiếc xe Captiva máy dầu. Chiếc xe này thì đời sản xuất năm 2011, số tự động máy 2.0 và máy dầu 7 chỗ các bác nhé. Và bên em đang bán với giá là 415 triệu đồng. Bên em sẽ bao hồ sơ cho các bác nhé. Và bác nào có nhu cầu mua chiếc xe này hoặc có nhu cầu quan tâm chiếc xe này thì các bác sẽ xem tiếp để em sẽ quay chi tiết rõ hơn từng chi tiết một. Còn bác nào mà không có nhu cầu quan tâm chiếc xe này thì chúng ta có thể chuyển sang video khác. Ok, xin chào các bác. Vâng, và đi chi tiết vào chiếc xe này thì đây các bác xem nhé. Chiếc này là đời 2011. Đèn thì nó đã lên đèn bi salon rồi này. Đấy, nó bi salon rồi, rất sáng luôn. Đèn này rất sáng, đã có đèn gầm đầy đủ nhá. Đó nhá. Đấy, xe rất là cao đây. Em cho các bác xem một cái dòng mà gầm cao mấy thoáng luôn. Gầm cao mấy thoáng luôn. Ở dòng này thì nó tương đối với, nó ngang với lại Santa Fe, không kém tí nào đâu. Đây ạ, đèn bi đây. Ở chiếc Captiva máy dầu thì máy 2.0, máy nó như máy Santa Fe. Nếu máy xăng thì em không dám đọ và không dám nói. Thế nhưng riêng máy dầu thì chiếc xe này là khá chất. La răng đúc theo xe, nhiều lan, 2, 4, 6, 7 lan. Lốp cũng còn khá là dày các bác nhé, đây khá dày. Chúng ta có thể đi lại được khá là nhiều. Chiếc này các bác, lốp này có đi hàng năm nữa, không phải gì các bác nhé. Xe được trang bị xi nhan trên gương, gương cụp, gương tự động luôn nhé. Ấn cục gương mở gương được. Đây, em cho các bác xem qua một chút về cái phần xe. Về phần xe thì đây, phòng xe đây các bác nhìn nhớ, thẳng căng này, led căng luôn và sơn rất bóng, không có bị sất xước hay bị làm sao cả nhá. Xe thì em vừa mới lấy về luôn, các cái chân kính đều được mạ chrome hết rồi. Đấy. Đây là lốp sau đây, la răng lốp sau đây, la răng theo xe luôn. Xe thì không có bít mục mọt một chút nào nhá, đời 2011 máy dầu, siêu tiết kiệm luôn các bác nhá, siêu tiết kiệm luôn bởi vì máy dầu mà. Đèn đằng sau thì đời cao, từ 2010 trở lên thì đèn nó lên cái màu trắng này rồi và rất là đẹp, đa dạng đây. Đèn rất là đẹp luôn các bác nhỉ, trong vắt luôn. Đấy, đây là Captiva bản mắc nhé, bản mắc biển 99 ạ. Đây, hai đèn hai bên đây, rất là sáng luôn. Em cho các bác xem cái form rất là căng này.
Đấy, rất căng, sơn bóng mọng luôn. Đây là lốp la răng bên phụ và lốp thì khá dày đây các bác nhé. Đây, lốp khá dày luôn. Nói chung là chiếc xe này lốp đá thì các bác yên tâm, đi lại thì hàng năm nó không phải sửa chữa gì. Xi nhan được tích hợp trên gương. Và đặc biệt thì chiếc máy dầu này nó rất là tiết kiệm, rất tiết kiệm luôn. Đây là la răng bên phụ. Em sẽ cho chi tiết luôn các bác nhé. Đây, lốp thì còn khá dày. Và ngay sau đây bắt đầu em sẽ cho chi tiết hơn, sâu hơn. Chiếc xe này thì còn đăng kiểm đến tháng 10 năm 2020. Tháng 10 2020 các bác nhé. Đấy, thế thì bên em sẽ, đây, em sẽ cho xem về nội thất. Về keo chỉ chiếc xe này thì em bao zin cho các bác luôn. Đây ạ, bao zin cho các bác luôn, từ trên đến dưới luôn. Zin luôn, không có bị mất một phân keo chỉ nào các bác nhé, không mất phân keo chỉ nào luôn. Riêng keo chỉ. Về táp ly thì còn khá đẹp đây các nhá. Đấy, khá đẹp đây, màu vàng kem. Chiếc này thì được phối hợp, đây là cái nẹp nhựa giả gỗ, sơn giả gỗ rồi. Rất đẹp. Đây nó là nẹp nhựa sơn giả gỗ này. Rất đẹp và bóng như vậy nhá. Giật xe nó rất là đẹp. Ghế da thì cũng là ghế màu kem và cũng còn khá là mới. Chiếc xe này là chủ nhà chắc vừa bọc thôi. Đấy. Thế thì từ các cái khóa cửa đây các bác nhá, cũng còn khá ngon. 2011 chưa bị gì cả, không có một cái vết gì luôn. Rất đẹp luôn các bác nhá. Rất đẹp luôn ạ. Vâng, xe thì bên em đang bán với giá là 415 triệu đồng bao hồ sơ cho các bác nhé. Số tự động đấy ạ. Vâng, xe thì chưa có màn hình cam lùi gì. Xe thì điều hòa tự động này, điều hòa auto này, lỗ bằng chìa khóa là số tự động này. Số này chạy rất là sướng luôn. Chiếc xe này đời 2011, máy rất khỏe và chạy nhích là lên luôn nhá. Không bị chớn, không mất chớn gì nào. Tiếp tục thì cánh sau đây em sẽ cho xe xem nhá. Rất là tuyệt vời. Về keo chỉ, keo chỉ thì gần như là các bác yên tâm đi, zin đét đẹp đẹp luôn, không mất một phân keo chỉ nào. Và cũng chưa biết mục mọt là cái gì nhá, chưa mục mọt là cái gì. Em có thể kéo xuống một chút để cho các bác xem gầm này. Đây, gầm của chiếc Captiva này, nó hơi tối một chút nữa thôi em cứ quay. Đấy, nó còn khá là đẹp luôn, gầm đấy nhá. Đấy, rất là đẹp. Đây, không biết mục mọt là cái gì luôn, tất cả ở trong và ngoài. À, cái ghế sau đây, hàng ghế sau thì đặc biệt Captiva nó rộng hơn Innova nhé bác nhé. Đây ạ, rộng hơn Innova. Một cái chiếc đoạn ghế sau này thì đây em quay xa cho. Riêng cái ghế sau này thì kể cả là người 2 mét ngồi cũng thoải mái luôn, khá là rộng. Bởi vì cái ghế này, và ghế trên này nó chênh nhau tầm 30 phân cơ, rất là rộng. Và ghế này thì nó cũng tầm 4-50 phân rồi. Chính vì vậy mà rất rộng, 7 chỗ. Hai đèn trần bình thường rất là sáng các bác nhé. Rất là rộng rãi luôn. Em sẽ cho các bác xem về cái cốp phía sau. Chiếc xe này thì là 5+2 các bác nhé. Đây, 5+2. Bình thường thì chúng ta gập hai ghế sau thì nó thành một cái cốp như thế này. Đấy, còn chúng ta muốn mở cái ghế sau thì chỉ cần kéo vào đây thôi. Nào là lên thôi bác nhé. Đây, ghế sau cũng khá là rộng rãi. Đấy, rất là rộng, sạch sẽ luôn. Đèn trần, 3 đèn trần luôn này. Đây, 1 này, 2 và tên cùng nữa là 3 đèn trần. Đấy, thế thôi, rất là đơn giản. Và nội thất thì khá là đẹp. Đấy, khá đẹp luôn. Các bác nhìn là nội thất này, nó khá là đẹp và sạch luôn, không có một vết bẩn nào. Vâng, các bác nào có nhu cầu mua chiếc xe này thì cứ liên hệ với em nhé. Em xe số điện thoại em đã ghi trên tiêu đề rồi. Đây là cửa bên lái đây. Về táp ly, táp lô thì cực đẹp luôn, các bác yên tâm là không có một vết xước. Về keo chỉ đây, em sẽ cho các bác zin từ trên xuống dưới luôn, không mất một phân keo chỉ nào. Không mất phân keo chỉ nào các bác nhé. Đấy, đây là quay cho các bác mà đã có nhu cầu quan tâm chiếc xe này. Còn các bác nào mà không quan tâm thì chắc các bác đã lách sang cái video khác rồi. Đây, không có biết mục mọt là cái gì nhá, tất cả luôn, tất cả nguyên lý hết. Đây ạ, không biết mục mọt là cái gì. Đời 2011 các bác nhá, số tự động, máy dầu 2.0, siêu tiết kiệm luôn ạ. Đây là cánh trước đấy ạ. Keo chỉ đây các bác nhá, đây em sẽ cho xem từ trên. Đấy, keo chỉ đây, zin đét luôn từ trên dưới, không có mất một phân nào, không mất phân keo chỉ nào. Đấy, rất là tuyệt vời. Từ các khóa cửa vẫn còn mới đây nhé bác nhá, không các đình tán nhà máy này rồi thì không có biết mục mọt là cái gì cả bác nhá. Đây, tem lớp nhà máy vẫn còn nguyên đây. Và bây giờ thì em sẽ cho các bác xem một chút là cái tính năng bên trong, bên trong các bác nhá. Thế thì chiếc xe này thì vô lăng túi khí này, có túi khí này và túi khí bên phụ nữa cũng có. Chiếc xe này thì điều hòa tự động này, điều hòa tự động, số tự động. Và chiếc xe này có chế độ gương kính chỉnh điện gập điện,
Nha bác nhá. Đây em sẽ lổ máy này, em gập điện cho bác xem này. Đấy, rất là dễ lổ, rồi vặn cái là lổ. Đây là gập điện nhé, nút gập điện này. Em bấm nút sẽ gập gương này. Đấy, gập gương tự động này. Đấy, và bấm ra. Rồi, ok. Gương chỉnh điện này. Đấy, gương chỉnh điện, em gạt sang đây thì em sẽ chỉnh cái này. Đây ạ. Đấy, chỉnh lên chỉnh xuống. Vẫn còn sử dụng hoạt dụng động đầy đủ các bác nhé. À, kính bên này thì auto, kính auto. Ấn một nát là nó xuống thôi các bác nhé. Đấy, bỏ tay rồi. Và lên thì chúng ta chỉ cần kéo một cái là nó lên thôi. Đấy, nó lên thôi. À, rất là nhanh. À, và có cả chế độ có này, có cái nút mở cốp đằng sau này, rồi thì khóa kính này, khóa cửa này đầy đủ các bác nhé. À, xe thì khá là đẹp và chắc chắn. À, vâng, bên em đang bán với giá là 415 triệu đồng nhé. Và em bật cái đèn lên cho các bác xem này. Và cái đèn chiếc này khá là sáng. À, cho các bác xem qua một chiếc vỏ đèn. Đèn nhá, tất cả còn nguyên zin hết này. À, tất cả các cánh trước này. À, bên này không có. Đằng trước là em cho các bác xem về đằng trước. Máy dầu nhá, lổ rất êm luôn. Đây ạ, đèn rất sáng, đèn bi salon. Rất sáng luôn. À, vâng, và chiếc xe thì bên em đang bán với giá là 415 triệu đồng nhé. Các bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ với em nhé, theo số điện thoại 0896108883, em Xuân Hùng ô tô. À, vâng, và các bác nào đang xem kênh của em thì không quên bấm nút chuông thông báo cũng như là bấm vào nút đăng ký để cập nhật video mới nhất nhé. Video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày cho các bác. Đăng lên hàng ngày cho các bác nhé. Đấy, đèn đóm rất là sáng nhé, đầy đủ không bác thưa bác nhé. Đấy, đèn bảy số mình rất đầy đủ đây. À, vâng, và em xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé. Em sẽ đóng cửa vào để em sẽ kết thúc video ở đây. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác.